Mẫu mã cho các tình yêu này toàn mẫu hot mới về thôi ạ. Em nào cũng mới về luôn. Hôm nay em xem sập sàn các tình yêu nha. Em chào 72 người đang xem ạ. Em chào chị Huyền Dâu. Các tình yêu hôm nay mau sale sục này. Sục này dày bền này. Dày cao gót 7 phân này. À dày cao gót 3 phân này góc vuông. Dày cao gót 7 phân góc vuông cho mình nha. 5 phân góc vuông và dày thể thao đấy nha mọi người nha. Lại cả dây thể thao luôn. Em chào chị Yến Trang, Yến Trang. Em chào chị Gấu Nâu. Em chào chị Hiền Lê này. Em chào chị Hiền Nguyễn. Em chào chị Cúc Vũ này. Em chào chị Trần Điền. Em chào chị Nguyễn Nga. Em chào chị Lệ Thu. Em chào chị Hà Lê ạ. Rất là nhiều chế đang xem livestream của em rồi đúng không ạ? Em nhìn tên nào cũng rất là quen thuộc đối với Minsu rồi. Và chế nào đang ở trong livestream thì chia sẻ ngay cái livestream mình giúp em nhá, để mình cùng săn hàng được không ạ? Em chào chị Thủy Nguyên này. Em chào chị Hiền Phạm. Em chào chị Thúy Hồ Thị Nguyễn nhá. Em chào chị Nguyễn Ngọc Kim này. Em chào chị Phạm Nga. Các chế đang coi livestream của em, chia sẻ cái livestream mình giúp em nhá, vào hội nhóm và trên trang cá nhân thì mình để chế độ công khai. Em chào chị Trang Cương này. Em chào chị Hồng Nụ. Em chào chị Điểm Hà. Em chào chị Hiền Trần. Rất nhiều chị đang xem livestream của em rồi đúng không ạ? Em chào chị Võ Ngọc Minh Châu này. Em chào chị Hiếu Thảo. Em chào chị Nhung Huỳnh. Em chào chị Thương Hà. Em chào chị Lê Linh Đạt Huyền này. Em chào chị Yên Khánh. Rất nhiều các chị đang xem của em rồi. Và hôm nay em sale mã một mẫu sục mới về nha các tình yêu nhá. Em sale sục mới về này, giày mềm mới về, giày mềm độ đế cực kỳ xinh và mềm luôn. Giày cao gót 5 phân và giày cao gót cót vuông 3 phân và giày thể thao cho mình nhé các tình yêu nhá. Các tình yêu đón xem livestream của em hôm nay, em sale toàn siêu phẩm thôi và giá thì quá là sốc luôn các tình yêu ạ. Em chào chị Tiểu Thư An Mây này, em chào chị Bảo Yến Cao Trường này. Chị nhận thứ rồi đẹp lắm, em cảm ơn chị Cẩm Vi nhiều này. Trời ơi, mới livestream mà đã có feedback em nghĩ như này đúng là động lực để livestream đấy ạ. Em chào chị Hoàng Thị Kim Ảnh, em chào chị Võ Ngọc Minh Châu nhá. Hôm nay em không live bốt nhé các tình yêu nhá. Em live giày bền này, sụp này. Giày cao gót 3 phân gót vuông, giày cao gót 5 phân gót nhọn. Em chào chị Nguyễn Thu Hằng này, em chào chị Nguyễn. Em chào chị Hồng Lan La Hồng, em chào chị Thu Hằng Nguyễn này. Em không live bốt nhé các tình yêu nhá. Chắc là gần đến lúc lạnh rồi các tình yêu hỏi bốt nhiều quá. Rồi em xem là hôm nào sẽ live bốt cho các tình yêu nhá. Hôm nào live bot thì em sẽ báo trước cho mọi người nhá. Em chào chị Hùng Kính, em bao nhiêu màu đôi em đã thấy một chị hỏi đôi giày đôi sục này rồi. Trời ơi, đôi sục này quá là hot luôn. Em này là em V153 các tình yêu nhá, sục mới về. Hôm qua em live em V151 và hôm nay em live V153 cho các tình yêu này. Chất thích lắm, em cảm ơn chế Điểm Hàng nhiều nhá. Em này là em V153 các tình yêu nhá, sục V153. Và hiện tại em có màu kem và màu đen nhé các tình yêu nhé. Màu kem và màu đen này. Màu kem thì basic và màu kem thì rất là... Màu đen thì basic và màu kem thì rất là trẻ nha các tình yêu nhé. Shop bên em nhiều inbox quá nên các bạn chưa inbox kịp. Chị Nguyễn Minh Ngọc nhá, chị thông cảm giúp em ạ. Tí nhưng mà các bạn nhâm tên lên sẽ check inbox của mình ạ. Trời ơi, màu kem xin chưa để các tình yêu. Đây là em sụp mà mũi nhọn nha các tình yêu. Sụp mũi nhọn đi rất là trẻ trung và đi em lắm các tình yêu ạ. Cực kỳ là em luôn, mình đi đôi này quá là sang chảnh luôn đấy ạ. Đó, em sụp này cao được hơn 2 phân này, rất là đi rất là trẻ trung và sang chảnh cho mình nhá các tình yêu nhá. Em V153 này tại cửa hàng của Minsu, giá của em nó là 330.000. Và em sale trực tiếp trong livestream này, em bật mí là em chỉ sale 15 suất thôi nha chị các chị yêu nhá. Hơn 200.000 chị yêu đang xem livestream này, em chỉ sale đúng 15 suất cho em sụp này thôi ạ. 15 suất cho hai em sụp hai màu này nhá các tình yêu nhá. Em V153 này sale từ 330 xuống còn 279.000 trong cái livestream này thôi mọi người nhá. Sale trực tiếp trong cái livestream này thôi và khi mà tắt livestream thì các tình yêu lại mua với giá là 330.000 giúp em nhá. Các tình yêu comment giúp em là V1353 cái màu cái size của số điện thoại giúp em nhá. Hôm nay em có sale V144 luôn các tình yêu ạ. Có sale V144 siêu phẩm luôn nhá các tình yêu nhá. Sau cái sục này thì em sẽ sale V144 cho các tình yêu nhá. Em V144 lượng sóng cao 3 phân cho các tình yêu. Em V153 thì đúng là một siêu phẩm của Minsu luôn. Em nó mới về các tình yêu nhá. Mới lên kệ và em phải mang lên đây luôn để like cho các tình yêu. Không biết các tình yêu giờ này đã nghỉ trưa hay đang là các tình yêu ở công sở đang nghỉ trưa đúng không ạ?
Vào đây coi là chim và săn hàng của em nha các tình yêu nhá. V153 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại cho em này. Em có màu kem và màu đen cho các tình yêu, đủ size từ 35 đến 39 cho các tình yêu nhá. Màu kem đi cực kỳ là trẻ trung và mũi nhọn này đi rất là thanh dáng. Thanh dáng và nó rất là trẻ trung sang chảnh, có giày thể thao đế độ không ạ? Tí nữa em sẽ like giày thể thao đế độ nhá các mọi người nhá. Em TT06, tí nữa em sẽ like TT06 nhá các tình yêu nhá. Hóng bệt đá, không bạn ơi, hôm nay em không sale bệt đá, hôm nay em sale một mẫu bệt bệt độ đế, hình trái tim cực kỳ là xinh luôn. Và em sục này các tình yêu này, em này là em mã là V153. Các tình yêu comment giúp em là V153 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại giúp em nhá. Hôm nay em không like túi nhá các tình yêu nhá, em like giày thể thao. Giày thể thao này, sục này, giày bệt 3 phân này và gót vuông 3 phân, giày cao gót nhọn 5 phân ạ. Em này sale trực tiếp trong livestream 15 chị mua với giá là 279.000 giúp em nhá. Và khi mà em tắt livestream thì các chị yêu lại mua với giá là 330.000 giúp em ạ. Giá sale từ 330.000 xuống còn 279.000 chỉ sale trực tiếp trong livestream ngày hôm nay thôi ạ. Chỉ sale trực tiếp trong livestream này thôi mọi người nhé, nên mọi người nhanh tay comment giúp em nhá. Nhanh tay comment là V153 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em ạ. Em chỉ sale đúng 15 suất thôi nhá. Min không sale bệt đá nữa hay sao ý, hóng một tuần. Like hôm nào cũng xem chán ghê. Bệt đá bên em hiện tại thì chưa có hàng về và hiện tại chỉ đủ bán cửa hàng thôi mà không đủ để trả khách hàng ấy, nên bên chưa mang lên đây sâu được cho các tình yêu. Hôm nào mà mới về được mới thì em sẽ lên sâu cho các tình yêu nhá. Các tình yêu comment giúp em là V153 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em nhá. Đây là màu kem ạ. Tình yêu Bích Hạnh comment lại giúp em là kèm số điện thoại đấy nhá. Mình thiếu số điện thoại rồi ạ. Và em sale em sụp này chỉ duy nhất 15 suất thôi các tình yêu nhá. 15 suất thôi ạ. Em chào chị Hiền Đỗ này, chị Bích Hạnh Phạm để lại cho em xin số điện thoại này. Em chào chị Hà Lê này. Sụp cực kỳ là sang chảnh luôn các tình yêu. Đế cao 2 phân, mũi nhọn này. Đi rất là thanh dáng mọi người nhá. Đi rất là thanh dáng. Em chào chị Phượng Hà nhá. V153 kèm màu, kèm size và số điện thoại giúp em. Đôi đằng sau đen. Tí nữa em nữa em sẽ lên dần dần các tình yêu nhá. Tí nữa em sẽ lên dần dần tất cả các mẫu cho các tình yêu luôn. Ok chị Hằng Linh 1279.000. Em còn 13 suất nữa nhá các tình yêu nhá. V153 kèm màu, kèm size và số điện thoại giúp em. Không săn được em sụp siêu hot này thì quá tiếc các tình yêu ạ. Em V153 thì mới về của Misu luôn đấy ạ. Có like D327 không em? Em không like D327 các tình yêu nhân. Nhưng mã này giống D327 cực kỳ luôn. Xem đôi đằng sau lên đi em. Tí nữa em sẽ sâu từng mẫu một các tình yêu nhá. Nên các tình yêu cứ ở trong livestream này đi ạ. Và các tình yêu đừng quên là chia sẻ cái livestream này giúp em nhá. Size lớn nhất là 39 nhé các tình yêu, từ 35 đến 39 cho hai em này nhé các tình yêu nhá. Ok chị Bích Hạnh Phạm 279.000, em còn 13 suất. Cho mình xem đôi 5 phân nhé. Tí nữa em sẽ lên siêu phẩm 5 phân và em sale siêu phẩm 5 phân trong này cực kỳ là sốc nhất các tình yêu nhá. 5 phân gót nhọn cho các tình yêu này. 5 phân gót nhọn cho các tình yêu luôn. 279.000 các tình yêu nhá. V153 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Bên em thiết kế cho mình là đường kim mũi chỉ rất khâu rất là may rất là cẩn thận nhé các tình yêu nhá. May rất là cẩn thận. 279.000 nhé các tình yêu nhá. May rất là cẩn thận và đây là một em màu kem mũi nhọn này, đi rất là thanh dáng và trẻ trung nhá các tình yêu nhá. Đi đôi này thì cực kỳ là sang chảnh luôn. Mình mặc váy hoặc là mình đi mặc đồ bình thường cũng rất là sang chảnh luôn đấy ạ. V153 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em này. Bao nhiêu màu kem vậy? Màu kem và màu đen là em V153 này, mã là V153 với giá là 279.000 nha các tình yêu nhá. Giá tại cửa hàng của Minsu là 330.000 ạ. Ok chị Thanh Diệu 279.000 này. Tí nữa em sẽ lên giày bệt 3 phân này, giày thể thao này và giày quắt ngọn 5 phân nha các tình yêu nhá. 279.000 thôi các tình yêu nhá. Trời ơi sale 279.000 không mua thì quá là tiếc. Ngoài thị trường với các tình yêu thì giá của em này không dưới 350 đâu các tình yêu nhá. Không dưới 350 cái em sụp chất lượng cao này đâu. Da quá là mềm luôn.
ở Phạm Ngọc Thạch em có hàng nữa các tình yêu nhá. Các tình yêu cứ đặt trong livestream này và ra cửa hàng Phạm Ngọc Thạch lấy giúp em cũng được thì mình sẽ được mua với giá sale nhá tình yêu nhá. Ok chị Xuân Hoa Lê 279.000, ok chị Thanh Hoa Nguyễn 279.000, ok chị Linh Đan Nguyễn 279.000, em còn 10 suất 279.000 nữa ạ. Cho chị nào nhanh tay và comment chia sẻ comment và chia sẻ giúp em thì em chụp về nhá các tình yêu nhá. Tí nữa em sẽ lên mã chụp mã giày bệt K 3 phân này. Giày cao gót 5 phân gót nhọn, giày cao gót 3 phân gót vuông và một em giày bền nữa nhá các tình yêu nhá. Và mà em siêu phẩm V144 nữa, vừa đấy có chị bảo em lên siêu phẩm V144, tí nữa em sẽ lên siêu phẩm V144 nữa các tình yêu. Em sục này là V153 nha các tình yêu nhá. V153 đang cầm hơn 2 phân cho mình. Các tình yêu comment giúp em là V153 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em để được mua với giá sale nha các tình yêu nhá. Đừng quên để lại cho em xin số điện thoại ạ. Em sục quá là sang chảnh với các tình yêu. Thiết kế của Minsu vẫn không chỗ nào đụng hàng luôn. Chất liệu da của bên Minsu thì quá là mềm luôn các tình yêu nhá. Chị Phương Vũ comment giúp em là V153 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em nhá. Hôm nay em không like mẫu V125 nhá. V125 em vừa sale lúc 10 giờ trưa rồi ạ. Ok chị Thanh chị Thanh XDQD 279.000, em còn 9 suất nữa với giá là 279.000. Tí nữa em sẽ lên siêu phẩm này nhé các tình yêu nhá. Em siêu phẩm đằng sau là cao 5 phân đấy ạ. 279.000 nhá các tình yêu nhá. Comment giúp em là V153 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại để xin em này về nhé các tình yêu nhá, để được mua với giá sale nhé các tình yêu nhá. Hôm nay em có lên giày bệt độn đế và giày thể thao độn đế cho các tình yêu nhìn này, form của em nó thì quá là chuẩn luôn. Đôi đen bao tiền vậy mình vừa vào. Đây là siêu phẩm V153, mã là V153 các tình yêu nhá. Sale trực tiếp từ 330.000 xuống còn 279.000 duy nhất trong livestream ngày hôm nay cho các tình yêu nhá. Nên các tình yêu muốn ưng thì comment ngay giúp em ạ. V153 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại giúp em. Ok chị Ari Cốt Hà 279.000, ok chị Dương Thị Thuận 279.000. 279.000 một em sục siêu phẩm các tình yêu nhá. Sục siêu phẩm các tình yêu màu kem quá là trẻ trung và màu đen thì basic rồi, em khỏi phải giới thiệu nhiều. Hôm nay không sale V151, V151 sục hôm qua mới sale xong. Ok chị Phạm Trang 279.000 các tình yêu cứ để lại mã này, màu này, size và kèm theo số điện thoại giúp em để em sẽ lên đơn và chốt đơn cho mình nhá. Lên gót vuông đi em yêu, tí nữa em sẽ lên gót vuông cho mình nhá các tình yêu nhá. Em lên một mã là V144 lượng sóng cực kỳ là yêu luôn các tình yêu nhá. V144 kèm màu, kèm size và số điện thoại giúp em. Nhanh tay comment giúp em. Tí nữa em sẽ sale một em giống y hệt D327 nhá các tình yêu, nhưng mà mã của em nó là D324 các tình yêu ạ. Và chất liệu của em nó thì giống y xì D327 luôn. Chất lượng của em nó thì cực kỳ là giống D327 luôn. Êm mềm này và đi thích như D327 luôn các tình yêu nhá. 279.000 nhá các tình yêu vào sau nhá. Các tình yêu vào sau thì em xin giới thiệu lại này. Em sục của Minsu này vừa mới về trong các tình yêu nhá. Và em sale trực tiếp trong livestream này từ 330.000 xuống còn 279.000 các tình yêu ạ. Nghe mà thấy sốc luôn các tình yêu nhá. Và em có hai màu này, màu kem và màu đen, em đủ size cho các tình yêu từ 35 đến 39 nhá. Mã này là V153 các tình yêu nhá. Comment là V153 kèm màu, kèm size và số điện thoại giúp em. Các tình yêu đừng quên chia sẻ livestream mình nhá. Mình mà quên chia sẻ livestream là mình sẽ không được mua về giá sale đâu các tình yêu ạ. Chia sẻ ngay, nếu mà mình quên là mình sẽ không được mua về giá sale nhá các tình yêu. Chị Lê Đặng Thị ơi, chị comment giúp em là V153 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em nhá. Em này đi thì quá là sang chảnh luôn, mình không phải suy nghĩ gì nhiều. Và sale thì chỉ trong livestream với các tình yêu ạ. Sale chỉ trực tiếp trong livestream, chứ nếu mà ra cửa hàng thì lại mua với giá là 330.000 giúp em nhá. Đến túi chưa ạ? Hôm nay em không like túi nhá các tình yêu nhá. Hôm nay em không like túi đâu ạ. V153 kèm màu, kèm size và số điện thoại giúp em để được sale với giá 279.000 ngay tại lúc này các tình yêu nhá. Nếu mà mình không săn ngay lúc này thì mình sẽ mua với giá là 330.000 giúp em và em sale số lượng có hạn. Thời gian livestream thì không có nhiều. Ok chị Huyền 279.000, ok chị Như Quỳnh Ngô 279.000.
Tí nữa em sẽ lên siêu phẩm. Trời ơi, giày bền này, các tình yêu giày bền thì quá là em luôn. Trời ơi, em này đi phải phê luôn ấy, đi cao tầm hơn 2 phân, phải đến 3 phân mà mình cảm giác như kiểu mình đi chân đất ấy. Bây giờ thì em sẽ xuống cái mẫu sục này nhá các tình yêu nhá. Em sẽ xuống cái mẫu sục này. Em sẽ xuống cái mẫu sục DV153 này các tình yêu nhá. Đôi sau lưng đi là đôi thể thao, đôi sau lưng của em là đôi thể thao các tình yêu ạ. Đôi sau lưng à các tình yêu, em sau lưng là em thể thao nhá các tình yêu nhá. Trời ơi, em like hơi muộn đúng không các tình yêu? Rồi này các tình yêu phải đi làm à. Trời ơi, em thể thao TT06 này các tình yêu nhìn có quen không? Thể thao này mùa đông mình mà đi thể thao thì quá là tuyệt vời luôn. Thể thao mùa đông mình đi quá là tuyệt vời. Và hiện tại thì em có 3 màu cho các tình yêu nhá, màu đen, màu đỏ và màu đỏ đun. Màu đỏ đun và màu xanh la vi cho mình nè. Em like mẫu V125 lúc chưa rồi các tình yêu nhá. Em này là em TT06 các tình yêu ạ. Giá của em nó tại cửa hàng là 480.000 và em sale trực tiếp sốc luôn các tình yêu nhá. Các tình yêu nghe. Nghe thì sốc luôn này. Giá của em nó là 480.000 tại cửa hàng và em sale trực tiếp trong livestream này là còn 380.000 nha các tình yêu nhá. Chị đeo rồi thì để vậy. Em đeo vòng gỗ huyết đồng các chị yêu nhá. Ok chị hồi bùi V153 279.000. Giày da em yêu ơi, giày da hả chị? Giày da ok chị, ok chị nhá, em lên giày da này. Em lên qua để các chế yêu đang chuẩn bị đi làm thì săn được em này nhá. Em này thì giống y như là D327 bên em. Em này giống y D327 nhưng mà nó là về đợt sau các tình yêu nhá. Em này về đợt sau của D327. Em này là D324 các tình yêu ạ. Em này giá gốc tại cửa hàng là 330.000 và em sale trực tiếp trong livestream này chỉ còn 265.000 thôi các tình yêu, nghe có sốc không ạ? 265.000 cho em giày này. Và đây là một em cao 5 phân nhá các tình yêu nhá. Chất liệu da mịn là mình bẻ được luôn, mình giày cao gót là mình đi mình bẻ luôn các tình yêu này. Các tình yêu nhìn có mềm không? Và ở trong nó còn lót đệm cho mình nhá các tình yêu nhá. Lót đệm cho mình đi thoải mái cả ngày không đau chân một chút nào luôn. Em này cao 5 phân này, hiện tại em có màu bò và màu đen cho các tình yêu nhá. Màu bò thì đi lên chân nổi dã man, lên chân nổi dã man luôn. Em có giày cao gót 3 phân với các tình yêu nhá. Em hiện tại em có em D324 màu xạ, màu bò và màu đen nhá các tình yêu nhá. Màu đen thì em có size 35, 36 và 39 này. Em không có size 40 ạ. 35, 36 và 39 nhá các tình yêu nhá. Sale từ 330.000 xuống còn 265.000 thôi các tình yêu ạ. Nhanh nhanh không ạ? Nhanh nhanh không là em lại qua mẫu các tình yêu lại không chốt được. Có em một đợt màu đen em có size 35, 36 và 39 này. Màu bò em chỉ còn size 36 và 39 thôi các tình yêu ạ. 36 và 39 hiện tại em đang cầm đôi 36 đây nhá. Comment ngay giúp em là D324 kèm màu, một size và kèm số điện thoại giúp em nhá. Tí nữa em sẽ lên mẫu giày thể thao các tình yêu nhá. Bây giờ thì em xin giới thiệu lại này, các chế nào vào sau thì chia sẻ ngay cái livestream mình giúp em để mình được mua về giá sốc nhá. Em này là em D324 cao 5 phân mà chất liệu thì da mịn này, mịn mịn đi phê luôn các tình yêu ạ. Mùa đông này mình đi cái em này ở trong nó có lót đệm đi quá ư là êm luôn nhá các tình yêu nhá. Quá êm luôn, mà đi 5 phân mình cảm giác như kiểu đi 2 phân thôi. Vì nó cảm giác nó đi rất là êm như kiểu mình đi trên một miếng đệm ấy. Các tình yêu mình nhận hàng mới biết độ êm của em này nó như thế nào. Các tình yêu comment giúp em là D324 kèm màu, còn size và kèm số điện thoại giúp em nhá. Màu đen em còn size 35, 36 và 39 này. Màu bò còn size 36 và 39 thôi. Nên các tình yêu nhanh nhanh chốt đơn giúp em nhá. D324 kèm màu, còn size và kèm số điện thoại giúp em. Chị Lương Thị Luyện để lại cho em xin số điện thoại nhá. Em chỉ lên mẫu này qua và em sẽ xuống một mẫu khác. Em lên một mẫu bền hoặc mẫu 3 phân nhá các tình yêu nhá. Chị Hàng Ngọc để lại cho em xin số điện thoại nhá. D324 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em này. Màu đen em còn size 35, 36 và 39. Mà màu bò em còn size 36 và 39 thôi. Mẫu này nó hơi lên lẻn là size các tình yêu ạ. D324 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Màu bò em còn size 36 và 39. Màu đen em còn size 35, 36 và 39 nhé các tình yêu nhá. D324 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em này. Màu đen còn size 35, 36, 39. Màu bò còn size 36 và 39. Bây giờ em xuống mẫu này nhé các tình yêu. Mẫu này bây giờ em xuống nhé, và tí em lên lại. Bây giờ các tình yêu chuẩn bị đi làm thì em lên luôn một cái mẫu mã bền.
rất là êm nữa tình yêu. Em không có size 34 đâu ạ. Màu đen thì em còn size 35, 36 và 39 thôi. Màu bò em còn size 35, 36 và 39 thôi các tình yêu nhá. 5 phân đấy các tình yêu. Em này em 5 phân đấy các tình yêu. Đi êm quá là êm luôn. Chất liệu là da mịn và ở trong nó còn lót nệm cho mình nhá các tình yêu nhá. Sale từ 330.000 xuống còn 265.000. Tội gì mà không đặt trong livestream ở các tình yêu. Ok chị Hà Ngọc 265.000. Màu đen em còn size 35, 36, 39 thôi. Màu mò em còn size 36 và 39 nhá các tình yêu nhá. Ok chị Mê Mèo 265.000 này. Bây giờ lên một mẫu bệt cho các tình yêu nhá. Bệt trời ơi mềm sụn luôn đi các tình yêu ạ. Em lên thì em lên bệt cho các tình yêu. Các tình yêu chuẩn bị đi làm. Trời ơi các tình yêu nhìn bệt xinh chưa. Giá của em 5 phân vừa rồi là 265.000 nha các tình yêu nhá. 265.000 cho em 5 phân và màu đen em còn size 35, 36 và 39. 3 màu xạ, màu bò thì em còn size 36 và 39 thôi. Trời ơi em bệt xinh chưa các tình yêu. Màu bệt quá, đôi bệt thì quá là xinh luôn các tình yêu này. Và em sơ các tình yêu 3 màu nhá. 3 màu, màu nào rất dễ đi. Màu xanh la vi này, màu bò. Màu bò lên hẳn tông luôn. Đó, màu bò này lên hẳn tông luôn. Và màu xa, màu kem này lên quá là xinh này, màu kem quá là trẻ trung. Và em này các tình yêu ạ, quá là mềm các tình yêu nhìn này. Một đôi bè mà mình có thể bẻ như thế này thì quá là các tình yêu biết quẻ, quá là mềm đúng không ạ. Em này là em bè 3 phân nha các tình yêu nhá. Bè 3 phân đế cao su chống trơn trượt này. Và ở đây nó có trang trí cho mình một ít trái tim, hình trái tim các tình yêu. Đi rất là êm và chất liệu là da mịn. Mình cứ phải nhận hàng về thì mới biết cái độ êm của em giày bệt để nó như nào. Mã của em giày bệt là B303 các tình yêu nhá. B303, bệt B303 và hôm nay em sale cực kỳ sốc luôn. Bệt này em chỉ sale đúng 15 suất cho tình yêu thôi nhá. Nhanh tay và comment và chia sẻ giúp em đây ạ. Mình không chia sẻ thì mình sẽ không được mua giá sale đâu các tình yêu nhá. Cùng tác bạn bè và chia sẻ ngay cái livestream này giúp em nhá. Em B313 này đúng là một siêu phẩm các tình yêu ạ. Quá là mềm, cao cho mình tầm 3 phân này. Mềm chưa các tình yêu, các nhìn yêu nhìn này. Đó, và đây là một em 3 phân nhá. Giày, giày chất liệu là da mịn. Đi quá là êm luôn. Em đã thấy một chị comment rồi mà chưa cần hỏi giá đúng không ạ. Vì các tình yêu biết chất lượng bên em quá là ưu là êm. Đi quá êm mềm. Trời ơi mình đi em này thì quá thích luôn. Phê đã mãi các tình yêu ạ. Trang trí hình trái tim này các tình yêu. Và ở trong này nó cũng trang trí cho mình một ít trái tim này từ đường kim mũi chỉ bên em không bên. May rất là cẩn thận nhé các tình yêu nhá. Các tình yêu cùng comment giúp em là B313 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. 3 màu ở trên này em có đủ size cho các tình yêu từ 35 đến 40 luôn các tình yêu ạ. Từ 35 đến 40 luôn. Em có màu bò này, màu xanh la vi này và màu kem nhé. Màu kem đi quá là trẻ luôn nhé các tình yêu này. Màu kem đi quá là trẻ trung rồi. Màu bò thì lên rất là nổi. Màu bò lên rất là nổi. Và em có đủ size cho các tình yêu từ 35 đến 40 cơ. Từ các chị nào mà chân tấm, chân nhỏ nhất ý. Và chân nhỏ ơi là nhỏ. Đến những cái chị chân mập bự thì mình cũng có thể bon chen được luôn. Em này em sale trực tiếp trong livestream B313 giảm sốc cho các tình yêu nhé. Tại cửa hàng của Min với giá là 330.000 và em sale trực tiếp trong livestream này còn 265.000 nha các tình yêu nhá. 265.000 cho em bệt giày độ đế này các tình yêu, nhìn độ đế này mà nó không lộ một chút nào luôn. Đó, mà đi quá là nhẹ nhàng, em này đi phê dã man các tình yêu ạ. Thứ nhất là đi rất là nhẹ, thứ hai là quá là êm. Nhiều chị bên em đến thử bào bảo ôi sao em thế, giày em thế thôi chị đấy luôn, chưa cần biết giá là bao nhiêu. B313 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em nhá. 3 màu đủ size cho mình từ 35 đến 40 luôn ạ. Em chỉ xuất em chỉ chốt cho 15 chị yêu nhanh tay comment và chia sẻ livestream giúp em nhá. Mình mà không chia sẻ là mình sẽ không được mua về giá sale đâu ạ. Em hôm nay không sale bột bề đá các tình yêu nhá. Ok chị Kuoremai 265.000. Ok chị Bùi Hoa 265.000. Chị Mimeo để lại cho em xin số điện thoại nhá. B313 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại cho em nhá. Em chào chị Cơ Nguyễn ạ. Em xin giới thiệu lại cho các chế nào mới vào nhá. Đây là em bệt 3B313 giày độ đế thiết kế của Min luôn. Và em nói còn là em da mịn đi quá là êm luôn các tình yêu nhá. Đi quá là êm luôn. Và em này
Và em này là một em thiết kế của Minsu này, đi êm dã man với tình yêu ạ. Đi êm dã man và tình yêu phải nhận hàng về thì mình mới biết được cái độ êm của nó như thế nào. Đi giày mệt mà mình còn cao từ tầm 3 phân quá là xinh các tình yêu ạ. Và đặc điều đặc biệt hơn nữa là em này em có đủ size các tình yêu từ 35 đến 40 nha các tình yêu nhá. Chị Như Huỳnh để lại cho em xin số điện thoại nhá. Bây giờ thì bắt đầu lên đơn nhá các tình yêu nhá. Em đọc tên ai thì sẽ được mua với giá sale nha các tình yêu nhá. Ok, chị Phạm Nguyệt 265.000, chị Mimeo 265.000 này, chị Ly Kim 265.000, chị Như Nông 265.000, chị Nguyễn Thu Hằng 265.000. Êm lắm, em cảm ơn chị Thảo Mù nhiều ạ. Toàn hôm nay em toàn nhận được feedback rất là đáng yêu, giày của bên Min các chị biết đúng không? Quá là êm các tình yêu nhá. Em còn K30 ạ, em còn K30, các chị inbox một fanpage thì nhân viên bên em sẽ tư vấn cho mình nhá. Hôm nay em không sale túi ạ. D313 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. 3 màu ở trong livestream này đủ size các tình yêu từ 35 đến 40 các tình yêu nhá, không phải 439 đâu mà là 40. Ok, chị Linh Đan Nguyễn 265.000, ok chị Hiếu Thảo 265.000. B313 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Từng đường kim mũi chỉ bên em may rất là cẩn thận. Thứ nhất là chất liệu da của bên Min thì quá như là mềm các tình yêu nhá. Em này thực ra nó là độ 3 phân của tình yêu ạ, nhưng mà nó giấu nên các tình yêu không hề biết nó là độ đâu. Mình ghi như kiểu giày vệ bình thường thôi. Và bên em là chất liệu là cao su cao cấp nên mình đi quá như là nhẹ luôn các tình yêu nhá. Đi nhẹ mình cảm giác như kiểu đi chân đất luôn, không phải đi giày vệ. Màu kem xinh nhá các tình yêu. Màu kem quá như là xinh. Ok, chị Như Huỳnh 265.000 này. Em mệt này các tình yêu, mềm quá là mềm này. Em có màu xanh la vi, màu bò và màu kem nha các tình yêu nhá. Mình phân vân không biết 40 có to không nhỉ, thường đi 39. Chị ơi, đây là form chuẩn nhá. Mình nếu mà thường đi 39 ấy, thì mình lấy 39 giúp em nhá. Form này là form chuẩn, mình đi 40 sợ rộng quá. Em có màu đen nha các tình yêu nhá. Em có màu đen ạ. Em chào chị Hướng Nguyễn này. B313 kèm màu, kèm sao và kèm số điện thoại giúp em. Cho em bệt mềm như sụn, mềm như sụn ấy. Mềm quá là mềm luôn. Này các tình yêu nhìn này. Quá là mềm luôn. Bệt mà bẻ được như này và nó còn cao 3 phân cho mình nhá các tình yêu. Vầy độ đế mà, cao 3 phân cho mình. Chị Bích Nguyễn để lại cho em số điện thoại đấy nhá. Em có màu đen luôn, em có màu đen nhưng mà hiện tại thì em không sâu màu đen lên đây. Và ba màu này thì em đủ size cho các tình yêu nhá. Nên các tình yêu cứ đặt hàng đi, size bên em đủ luôn cho các tình yêu từ 35 đến 40 luôn. 265.000 nhá các tình yêu, comment ngay giúp em là B313 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại giúp em này. Đó, B313 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại giúp em. Có 3 màu này, màu kem, màu xanh la vi và màu bò này các tình yêu nhá. Trang trí hình trái tim đi quá rất là trẻ trung và nó rất là mềm. Các tình yêu có thể đi làm, đi chơi, đi bộ thoải mái cho em, không đau một chút nào luôn. Có giảm tại cửa hàng không? Tại cửa hàng của Minsu thì các chị yêu lại mua với giá là 330.000 giúp em nhá. Em sale chỉ duy nhất trong livestream này thôi các tình yêu nhá. Da thì đi thoải mái luôn, da bên Min thì đi thoải mái, chất liệu là da lì cao cấp nhập khẩu nhá các tình yêu nhá, không phải là chất liệu bình thường đâu mà là chất liệu bên em là chất liệu nhập khẩu cho các tình yêu. B313 kèm màu, kèm size và số điện thoại giúp em. Chị Du Linh Nguyễn để lại cho em xin số điện thoại nhá. Các tình yêu hỏi về phí ship thì inbox hoặc fanpage giúp em nhá, thì các bạn nhân viên sẽ báo phí ship cho mình ạ. Chỉ dao động từ 20.000 đến 30.000 thôi ạ. Có slip on không em? Hôm nay em không sale slip on nhá. Em giày mệt này quá thích luôn các tình yêu ạ. Giày mệt này quá yêu luôn. B313 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Em chỉ còn 5 chị nữa được sale với giá là 265.000 thôi ạ. Nên các tình yêu nhanh tay comment giúp em đi nhá. Và đừng quên là chia sẻ cái livestream này giúp em nhá. Ok, chị Huỳnh Hội 265.000 này, ok chị Tiểu Bảo 265.000, ok chị Du Linh Nguyễn 265.000. Ô, mình bình thường mình đi giày size 275 275.000. Thì bây giờ mình đi size 38 239. 245 hả chị? 245 đúng không ạ? Không phải 275 đâu ạ. 245 là size 39 các chị nhá. 245 là size 39 các tình yêu nhá. Chị vào muộn cho chị xem lại mẫu cao gót đi em. Mẫu cao gót của em vừa tí em sẽ sâu lại các tình yêu nhá. Ok chị Quy Phạm 265.000.
Hôm nay em không sale B312 các tình yêu ạ. Em này còn xinh hơn cả B312 cơ, vì em này nó có trang trí hình trái tim các tình yêu ạ. Quá trẻ luôn mà đi êm dã man ấy. Bền mà đi như kiểu đi không có gì luôn. Này các tình yêu, chất liệu của bên mình quá là tuyệt vời luôn. Đi vẻ thoải mái mà lại còn độ đế nữa. Mình phải đi cái đôi này mình mới biết được độ êm của nó. Và nó quá là ôm chân luôn các tình yêu nhá. Em này thì êm chân cực kỳ luôn. Vừa êm chân vừa ôm chân mình luôn. Màu bò, màu xanh, navy và màu kem em đủ size cho các tình yêu từ 35 đến 40 luôn. Quá êm. Xem sụp cao mà em đang em xem sụp sụp bền nhá các tình yêu nhá. Sụp này ạ. Đổi sang màu bò nhé. Ok chị Phi Phạm nhá. Tí nữa bên em sẽ có các bạn nhân viên các bạn nhân viên gọi điện và chốt đơn cho mình nhá. Thì bây giờ thì em chuẩn bị lên một mẫu là V144 nhá các tình yêu nhá. Các tình yêu có nghe V144 rất là quen thuộc không ạ? Nó là siêu phẩm của bên em rồi nên là khi nghe một V144 thì rất nhiều chị bên em từ nãy đến giờ em thấy 3 đến 4 chị hỏi em là hôm nay có sale V144 không? Em có CV144, đó là siêu phẩm đúng không các chị? Siêu phẩm nên mình phải đợi. Mình phải đợi chờ đúng không các tình yêu? Ok chị sắp sắp 265.000, ok chị Linh Đan Nguyễn 265.000. Em có màu đen nha các tình yêu nhá. Các tình yêu cứ để lại số điện thoại này, để lại ngay số điện thoại để nhân viên bên em check đơn cho mình nhá. Ok chị Nguyễn Hoa 265.000, giày thể thao đế độ lên chưa ạ? Bây giờ em mới xem mới lại lên. Tí nữa em sẽ lên màu giày thể thao đối bệ đế bộ nhá các tình yêu nhá. Đế độ B313 kèm màu cùng size và số điện thoại giúp em. Bây giờ thì em chuẩn bị lên một siêu phẩm cao 3 phân gót vuông cho mình đây ạ. Em V144 mà các tình yêu trông chờ đây. Em V144 mà các tình yêu trông đợi nha. V144 này hôm nay có em lên 3 màu cho các tình yêu. B313 kèm màu cùng size và số điện thoại giúp em. Các tình yêu nào mà sau ấy mà muốn xem ra sâu lại cái mẫu này thì tí lại bảo em sâu lại nhá. Em lấy em đẹp B313 mềm dã man các tình yêu. Đẹp 2 phân mã gì vậy bạn? Đây là em đẹp cao 3 phân độ đế cho mình này các tình yêu, mềm dã man, mã là B313 các tình yêu nhá. Sale từ 330 xuống còn 265.000 thôi các tình yêu ạ. Và chỉ duy nhất trong livestream này các tình yêu nhớ cho em là chỉ duy nhất trong livestream để em mới sale giá đó thôi nhá. Nếu mà các tình yêu ra cửa hàng thì lại mua về giá gốc của em nhá. Lại comeback trở về giá gốc của em. B313 nha các tình yêu nhá. Comment giúp em là B313 kèm màu cùng size và số điện thoại giúp em. Bây giờ em lên cùng size và số điện thoại giúp em này. Bây giờ em lên một mẫu 3 phân gót vuông cho các tình yêu. Màu bò đây nhá các tình yêu. Màu bò đây này. Đây là cả màu bò sâu lại cho các tình yêu xem màu bò này. Màu bò nhá các tình yêu nhá. Màu bò đấy ạ. Màu bò nó sang hơn màu vàng rất là nhiều. Chứ đây không phải màu vàng đâu ạ. Màu bò nó lên chân cực kỳ là sang. Lên bật tông luôn đấy các tình yêu. Một thiết kế của mình mà đi mềm lắm ấy, mềm sụn luôn ấy. Bây giờ thì em xuống mẫu B313 này nhá. Em xuống mẫu B313 này và em lên một mẫu gót vuông cho các tình yêu này. Một em siêu phẩm gót vuông. Em V14 thì các tình yêu có nhìn rõ không ạ? V144 siêu phẩm của bên em đây. Các tình yêu có nhớ em này à? Các tình yêu mà đã mua em này thì vào đây cho em xin một feedback nhá. Vào đây cho em xin một feedback. Em này là em V144 này, các tình yêu cao 3 phân gót vuông. Thôi đi sang dã man các tình yêu. Màu kem và màu đồng lên rất là xinh. Màu đồng đi sang dã man nha các tình yêu. Đây là màu đồng này. Màu đồng như kiểu như mình đi vàng ấy. Vàng đồng rất là sang này các tình yêu. Và đây là màu kem trẻ trung vô cùng. Màu kem nha các tình yêu nha. Em này mã là V144 này các tình yêu. Cao 3 phân và bên em Misu thiết kế cho mình là cái chỗ này là chống sơn xước. Nên các tình yêu đi lại thoải mái cho em, không hề sợ sơn xước một chút nào luôn nhá. Đi lại thoải mái cho em. Ở bên trong mình thiết kế cho mình như kiểu đi trên đệm ý. Đi trên đệm nên mình đi cảm giác rất là êm nhá các tình yêu nhá. B313 có size 40 không? B313 em có đủ size 40 nhá các tình yêu nhá. 3 phân thì các tình yêu. Ở đây nó thiết kế cho mình dáng lượn. Dáng lượn chứ không phải dáng basic như các chị yêu đi thường ngày là nó bằng hoặc nó vắt vắt lên. Nhưng mà em này nó thiết kế là dáng lượn cho mình, lượn sóng cho mình nên cảm giác như thanh chân rất là nhiều. Và em này em chỉ sale trực tiếp trong livestream mình cho các tình yêu nhá. Tại cửa hàng thì lại không được sale với giá là trong lượng giá như trong livestream này đâu các tình yêu ạ.
nên các tình yêu tranh thủ săn sale trong livestream này đi ạ. Khi mà Minsu mà bắt đầu phát livestream là các tình yêu biết là mặc định là sale đúng không tình yêu? Hôm nay không sale giày bệt đá nha các tình yêu nhá. Em này cao 3 phân này các tình yêu nhá, màu đồng này. Em sẽ lên siêu phẩm các tình yêu nhìn này. Em V114 màu này rất là xinh luôn. Em này cao 3 phân này. Đó, cao 3 phân đi cực kỳ là xinh. Mẫu cao 5 phân đến 7 không có hôm em. Em có nhá, em có gót nhọn. Tí nữa em sẽ lên gót nhọn. Em này là em V144 nữa tình yêu. Em này thì em bật mí là em có 3 màu, màu đen, màu kem và màu đồng, màu đen là basic rồi thì em không cần giới thiệu nhiều. Và em xin giới thiệu cái màu kem và màu đồng này hai là hai màu chủ đạo. Chủ đạo bên mình bán được rất là nhiều nha các tình yêu nhá. Em này mã là V144 và em chỉ sale trực tiếp trong livestream này thôi các tình yêu. Em sale đúng 10 suất thôi. Giày này có màu đen này, màu kem này và màu đồng các tình yêu nhá. Giá tại cửa hàng của em V144 này là 330.000 và trong livestream này em sale trực tiếp trong livestream này chỉ còn 279.000 thôi các tình yêu ạ. Mùa đông mình đi giày này quá là mềm luôn. Giày này quá là mềm luôn và nó cao 3 phân cho mình luôn nha các tình yêu nhá. Cái đế này là bên em làm chống sơn xước cho mình nên đi lại thoải mái, không sợ sơn trước một chút nào luôn. Đấy. 7 phân đến tóc này to nhá. Chân dáng. Các tình yêu cứ để lại comment và số điện thoại thì nhân viên bên em sẽ tự gọi điện và chốt đơn cho mình nhá các tình yêu nhá. Không phải băn khoăn về size nào đâu ạ. Vì em V144 em đủ size cho các tình yêu từ 35 đến 40 cơ. 35 đến 40 thì các tình yêu thoải mái lựa chọn size. Comment ngay giúp em bây giờ là V144 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Em có cả màu đen nữa này. V144 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Và em chỉ sale 10 suất cho em V144 siêu phẩm này thôi các tình yêu nhé. Sóng lượn này các tình yêu nhìn sang chưa, sóng lượn quá là sang luôn. Và em này cao 3 phân này. Tình yêu nào mà không thích đi bệt thì đi em này nhá. Vì nó đi không khác gì bệt là mấy đâu ạ. Không khác gì bệt là mấy vì là gót vuông mà các tình yêu. Gót vuông bao giờ mình đi cũng chắc chân và êm nữa. Chất liệu là da mình rất là êm nữa các tình yêu nhá. Comment ngay giúp em là V140 kèm màu, kèm size và số điện thoại giúp em. Các tình yêu đừng quên chia sẻ cái livestream mình giúp em nhé. Mình quên chia sẻ là mình sẽ không được mua về giá sale đâu ạ. Thì hệ thống bên em sẽ loại những người mà mình chưa chia sẻ nha các tình yêu nhá. Comment ngay giúp em là V144 kèm màu, đúng size và kèm số điện thoại giúp em ngay bây giờ này. Em chỉ lên 10 suất thôi nên chị nào nhanh tay comment thì được. Từ chị thứ M1 trở đi lại mua với giá là 330.000 giúp em nhá. 279.000 nha các tình yêu, 279.000 sale trực tiếp trong livestream chỉ còn 279.000 và giá tại cửa hàng của em nó là 330.000 nha các tình yêu nhá. 279.000 nha các tình yêu. Comment ngay giúp em là V144 kèm màu, kèm sao và kèm số điện thoại giúp em này, màu đồng lên quá là sang luôn ý. Màu đồng sang cực kỳ luôn các tình yêu ạ. Nó đi rất là nổi chân và đi mà mình đi dưới ánh đèn tối thì rất là nổi luôn. Và em chỉ sale 10 suất thôi nên các tình yêu nhanh tay comment giúp em đi ạ. Thích rồi thì quất luôn đi các tình yêu ạ. Vì mình chỉ chậm một chút là mình sẽ không được mua về giá sale đâu ạ. V144 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em ạ. Em ơi lâu quá chị không thấy like V139. V139 tạm thời em chưa like các tình yêu nhá. Em có đủ size từ 35 đến 40 cho các tình yêu cho em V144 này luôn ạ. V144 này có đủ size các tình yêu từ 35 đến 40 chứ không phải 39 đâu ạ. Ok bắt đầu bây giờ em bắt đầu chốt đơn nhá. Bây giờ em bắt đầu chốt đơn cho các tình yêu này. Bây giờ ok bắt đầu em bắt đầu chốt đơn cho chị. Ok chị Lê Thị Tuyết 279.000 này. Ok chị Phượng Phạm 279.000. Ok chị Quách Quách 279.000. Ok chị Nhung Khánh, Khánh Nhung 279.000. Em còn 6 suất nữa được sale với giá 276.000 nha các tình yêu nhá. Ok chị Nguyễn Hiền 279.000 này. Các tình yêu đừng quên chia sẻ cho em cái livestream này nhá. Mình mà không chia sẻ livestream là mình sẽ không được mua với giá sốc đâu các tình yêu ạ. Ok chị Hà Lê 279.000 em còn 5 suất. Ok chị Oanh Chu 279.000 em còn 4 suất.
179.000 nha các tình yêu nhá. Đủ size cho các tình yêu từ 35 đến 40 luôn. Mẫu B310 em còn nha các tình yêu, cứ info fanpage các bạn sẽ tư vấn cho mình ạ. Ok chị Ngọc Ánh 279.000. Ok chị Doanh Vũ 279.000. Đế chống sơn xước cho mình đi thoải mái luôn. Các tình yêu có thấy ở đâu nó chống sơn xước cho mình không ạ? Chỉ có Minsu thôi. Và giày Minsu thì phải gọi là đi em số 1 luôn các tình yêu ạ. Đi giày của Minsu phải là gọi là em số 1 luôn. Ok chị Nguyễn Ngân Ngân 279.000. Ok chị Huyền Thanh 279.000. Chị Huyền Thanh để lại số điện thoại thiếu cho em rồi ạ. Bên em hỗ trợ cho đổi size và đổi màu cho mình trong một tuần nha các tình yêu nhá. Nếu một tuần mình nhận hàng mà chẳng hạn như size rộng quá hoặc là chật quá mình không đi vừa ấy, thì mình ra cửa hàng hoặc là mình gửi lên để đổi size nhá. Bên em có hỗ trợ đổi size cho mình đấy ạ. Comment ngay giúp em là V144 kẹp màu cần size và cần số điện thoại giúp em cho em cao 3 phân góc vuông này các tình yêu nhá. Đi quá là chắc luôn. Chị Đàm Thoại ơi, chị để lại cho em xin số điện thoại nhá. Mình thiếu comment thiếu số điện thoại rồi ạ. Bên bạn có xăng đan đế xuồng không? Em có xăng đan đế xuồng nhá. Xăng đan đế xuồng mã là XD38 các tình yêu nhá. Em có 3 phân, 3 phân đi quá là dễ luôn. Mình nốn đi kiểu bệt luôn đi các tình yêu ạ. Gót đây ạ, gót bên em là chống sơn xước nên các tình yêu đi lại thoải mái cho em nhá. Cao 3 phân mà mình đi rất là chắc chân này. Ở đây nó lượn sóng nên cảm giác đi thanh chân rất là nhiều. V144 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em này đủ size cho các tình yêu từ 35 đến 40 luôn cho các tình yêu nhá. Ok chị Oanh Chu 279.000, ok chị Nguyễn Thần 279.000, ok chị Huyền Thanh 279.000. Em chỉ còn vài suất thôi nhá các tình yêu nhá. Nhưng các tình yêu nhanh tay comment giúp em này. Ok chị Hà Lê màu đen nhá. Tí nữa bên em sẽ có nhân viên gọi điện và chốt đơn cho mình nhá các tình yêu nhá. V144 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em ạ. Em chuẩn bị lên một mẫu giày thể thao nhá các tình yêu, giày thể thao độ đế. Giày thể thao độ đế của Zara nhá các tình yêu nhá. Chị Ngọc Tú để lại cho em là V144 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại nhá. Mình comment thiếu số điện thoại thì nhân viên bên em sẽ không chốt đơn gì cùng đâu ạ. Anh này đi quá là thanh chân và cao 3 phân, ai cũng có thể đi được với các tình yêu ạ. Vì nó quá là dễ đi này, gót vuông mình đi quá là dễ đi luôn. Ok chị Phương Phan 279.000 này. Bây giờ em chuẩn bị lên một mẫu giày thể thao này. Bây giờ em lên một mẫu giày thể thao cho các tình yêu nhá. V144 cho các tình yêu nhá. Em xin nhắc lại, em V144 này cho các tình yêu nào vào sau ấy ạ. Vào sau mình chưa xem được thì em xin nhắc lại nhá. Các tình yêu cứ để lại số điện thoại thì nhân viên bên em sẽ tí nữa sẽ gọi điện và chốt đơn cho mình nhá. Ok chị Ngọc Tú 279.000, ok chị Linh Đan Nguyễn 279.000 này. Ok chị Lan Hoa Vũ 279.000. Ok. Đây là V144 này, cao 3 phân nha các tình yêu, cao 3 phân đây ạ. Đây gót của nó ạ, gót của em nó đây nha các tình yêu. Gót này 3 phân vân phát cho mình cảm giác như kiểu mình đi bè thôi chứ không phải đi 3 phân nữa. Đi quá em luôn các tình yêu ạ. Chị Lan Lan Hoa Vũ để lại cho em là mã là V144 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em nhá. Sang đang xuống 2 phân vừa em like mã là V153 nha các tình yêu nhá. Em V153 xuống đấy em có màu đen và màu kem, đủ size từ 35 đến 39. Ok chị Đàm Thoại 279.000 này. Hôm nay em không like D36 đâu ạ. Màu ok trước mắt. Bây giờ em sẽ lên một mẫu giày thể thao cho các tình yêu, mẫu giày thể thao hot hit bên em đây ạ. Giày thể thao của Zara nha các tình yêu. Giày thể thao của Zara. Các tình yêu ơi, đây là mã của em, nó là V144 nhá. Tình yêu nào mà sau ơi mà chưa biết mã thì comment giúp em là V144 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em để được mua với giá là 279.000 nha các tình yêu nhá. Và giá của 279.000 em chỉ sale duy nhất trong livestream này thôi các tình yêu ạ. Khi mà em tắt livestream thì các tình yêu lại mua với giá là 330.000 của em nhá. Em lên mã này là TT06 đây các tình yêu. Các tình yêu có nhận ra em TT06 đây không ạ? Em này quá là hot rồi. Em này là em Zara nha các tình yêu. Đây là giày Zara của bên em đây ạ. Em này độ đế cho mình cao khoảng tầm 3 phân. 3 phân rồi mình đi rất là khỏe khoắn luôn. Giày thể thao mùa đông mình đi rất là khỏe khoắn. Thứ nhất là khỏe khoắn và thứ hai nó rất là ấm nha các tình yêu. Ở trong nó lót đệm cho mình.
nên mình đi cảm giác như đi vào một cục bông chứ không phải đi giày thể thao, vì nó quá là ấm luôn. Mã của em giày thể thao này là TT06 nha các tình yêu. Em TT06 này em có 3 màu này, màu đỏ này, màu đen và màu xanh la vi này. Và 3 màu này em chỉ sale đúng 15 suất thôi ạ. Em TT06 em chỉ sale đúng 15 suất thôi. Nên các tình yêu nhanh tay comment giúp em nhá. Hôm nay em không sale K30 nha các tình yêu nhá. TT06 là các tình yêu siêu phẩm của Zara đây, siêu phẩm của Zara đây. Các tình yêu nhìn đế của em nó này, đế của em nó phải cao tầm hơn 3 phân, mình đi rất là khỏe khoắn luôn. Giày thể thao mùa đông là một cái mà không thể thiếu được đúng không ạ? Giày thể thao mùa đông là một thứ không thể thiếu được đối với chị em chúng mình. Giày thể thao đó bao nhiêu ạ? Em đã thấy chị hỏi giá rồi, em đã thấy nhiều chị hỏi giá rồi. Và hôm nay em sale mà các tình yêu, ở trong livestream của em thì là mặc định là được sale nha các tình yêu nhá. Mặc định là được sale luôn, nên các tình yêu luôn được ưu đãi ở trong luôn được mua với giá ưu đãi ở trong livestream này ạ. Em này là em TT06 nha các tình yêu, có 3 màu này, màu đỏ, màu đen và màu xanh. Em nó tại cửa hàng là 480.000 và em sale trực tiếp trong livestream này chỉ còn 380.000 thôi các tình yêu nhá. 380.000 chỉ trong livestream này thôi. Và 3 màu này thôi em chỉ sale 10 suất thôi. 10 suất cho 3 màu này thôi các tình yêu ạ. Comment ngay giúp em là TT06 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Nhìn đã thấy nó sang chảnh rồi các tình yêu ạ. Ở đây đấy nó phủ một lớp lưới nên mình cảm giác đi rất là thanh. Và ở đây nó một ở ngoài nó còn có cả da lộn nữa các tình yêu nhá. Ở trong này lót đệm cho mình rồi. Nên các tình yêu yên tâm với em đi, em này ấm dã man luôn. Hôm nay em không lên mẫu K05 ạ. Ấm dã man luôn các tình yêu nha, một thiết kế của Zara. Một thiết kế của Zara, các tình yêu biết thiết kế của Zara rất là hot đúng không ạ? Quá là hot hit luôn. Em này cao cho mình tầm 3 phân này, cao cho mình tầm 3 phân đi quá là khỏe khoắn. Mình đi giày thể thao mùa đông thì là không thể thiếu được rồi các tình yêu ạ. Nên săn sale ngay cái trong livestream này đi ạ. Giá của em nó tại là 480.000 cơ và em sale trực tiếp trong livestream này chỉ còn 380.000 thôi các tình yêu nhá. Comment ngay giúp em là TT06 kèm màu và kèm size của số điện thoại giúp em ạ. TT06 kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em nha. Bạn ưu tiên cho xem đôi 5 đến 7 phân, size 37 cho được. 5 đến 7 phân em chỉ có con nhọn thôi nhá. 5 đến 7 phân em có con nhọn và em đôi này thì em đã hết size 37 mất rồi. TT06 em chỉ sale đúng 3 màu này đúng 10 suất cho các tình yêu thôi nhá. Nhanh tay comment giúp em là TT06 kèm màu kèm size và số điện thoại giúp em này. Màu đỏ và màu xanh em đủ size từ 35 đến 38 và màu đen em có từ 35 đến 39 cho các tình yêu luôn. Màu đỏ đi xinh lắm các tình yêu ạ, màu đỏ luôn này đi rất là xinh. Màu đen thì nó basic rồi mà màu xanh thì quá là khỏe khoắn nhá các tình yêu nhá. Và bây giờ em bắt đầu chốt đơn nhá. Em cảm ơn chị Trần Thị Ngọc Thanh đã chia sẻ cho em ạ. Bây giờ em bắt đầu chốt đơn em TT06 nha các tình yêu nhá. Ok chị Bư bánh 380.000 này. V153 là em sụp nha các tình yêu nhá. V153 là em sụp, mà đấy là em sụp ạ. Con nhọn nó hôm nay em sale hết size 37 rồi các tình yêu ạ. Em chỉ còn size 36 này, 35, 36, 38, 39 thôi ạ. 35, 36, 39. Mã của em nó là D324 các tình yêu nhá. Chất liệu thì giống y như là em D327. D27 mà em này sale chỉ còn 275.000 thôi các tình yêu ạ. V133 sao không thấy sale vậy? V133 hiện tại thì em chưa sale nữa các tình yêu nhá. TT06 kèm màu kèm size kèm số điện thoại của em. Trời ơi đi em này thì quá là em luôn các tình yêu ạ. Giày của Zara mình đi quá là em luôn. Em thứ nhất là em, thứ hai là ấm nữa. Mùa đông mình cần mua một cái đôi giày thể thao vừa ấm vừa êm mà lại còn độ đế cho mình thì đúng là một sự lựa chọn quá hợp lý. Buồn rồi. Chị Hà Ngọc đợi livestream lần sau, đợi livestream lần tiếp theo thì em sẽ lên một mẫu giày 5 đến 7 phân cao gót cho mình nhá. Và mình chú ý xem giúp em trong khung giờ livestream thì mình sẽ được săn với giá sốc ạ. Giày thể thao em sale trực tiếp trong livestream này từ 480.000 xuống còn 380.000 nha các tình yêu nhá. Và chỉ trong livestream này các tình yêu được chỉ trong cái livestream này thì các tình yêu mới được mua cái giá là 2
380.000 thôi. Và khi em tắt livestream, Kết Tình Yêu ra cửa hàng lại mua với giá là 480.000 giúp em ạ. TT06 nhá, Tình Yêu mã của em nó là TT06, kèm màu còn sai còn số điện thoại giúp em. Có dáng nào giống K05 như góc 5 phân không em? K05 5 phân thì em có K30 nhá, các Tình Yêu nhá, K30 nhưng mà góc vuông. Đi rất là chắc chân và em màu của em nó của em có màu đồng rất là xinh. Màu đồng, màu đen và màu đỏ, màu trắng nữa. Sốt ơi, thôi nhắn tin không trả lời ạ. Chị Mèo Mèo ơi, chị đợi em bên em một chút nhá, vì lượng inbox quá là đông nên nhân viên bên em chưa trả lời kịp đấy ạ. Có cố giờ định like không em? Bên em cố định giờ like là 10 giờ sáng này, 12 giờ trưa hoặc là 3 giờ chiều, và từ 8 giờ tối trở ra thì bên em sẽ like nhá, Tình Yêu nhá. Giờ cố định là 10 giờ sáng, 8 giờ tối trở đi và từ 12 giờ đến 3 giờ chiều, đúng không ạ? TT06 là các Tình Yêu sản phẩm của Zara hot hit đây. Đi quá là êm và ấm luôn, đi ấm dã man các Tình Yêu ạ. Vậy này bên em bán giày nữ nhất Tình Yêu nhá, không bán giày nam đâu ạ. Giá của em nó tại cửa hàng là 480.000 và giá sale trong livestream này, duy nhất trong livestream này là 380.000 các Tình Yêu ạ. Em chỉ sale 10 suất thôi nên các Tình Yêu nào để lại số điện thoại thì sẽ được sale nhá, không để lại số điện thoại thì sẽ không được sale đâu ạ. Các Tình Yêu comment giúp em là DTT06, kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Không ở đâu có một cái em Zara hit như thế này. Zara của bên em là giày xuất khẩu nhá, giày xuất khẩu hit như thế này mà giá là 380 đâu có Tình Yêu ạ. Giá ở ngoài thị trường phải 500-600 trở lên đấy ạ. Ít nhất là từ 550 đến 650 các Tình Yêu nhá. Giày Zara xuất khẩu không có giá dưới 400 đâu các Tình Yêu ạ. Và trong livestream này em sale sốc luôn đấy các Tình Yêu, chỉ còn 380.000 thôi các Tình Yêu, không đặt thì quá là tiếc luôn. Ok, chị Hải Đăng, Hải Đăng 380.000. Ok, chị Bích Bộ 380.000 này. Các Tình Yêu comment nhanh giúp em nhá, em sẽ xuống mẫu này và em sẽ lên một mẫu 7 phân khác ạ. Ok, chị Hải Đăng nhá, em chốt đơn cho mình rồi ạ. TT06 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Màu đỏ là xinh lắm các Tình Yêu. Màu đỏ này nó hot bên Zara một thời, và đến bây giờ thì cơn sóng của nó vẫn chưa ngừng. Giày Zara thì quá là hot rồi. Mai lên sóng lúc mấy giờ em yêu để chị săn đôi gót nhọn. Gót nhọn thì chị Hà Ngọc, chị cứ đón xem khung giờ livestream của bên em. Thì tối nay chị đón xem khung giờ livestream của bên em từ 8 giờ đổ ra nhá. Em thấy chị ăn dương nhá, comment ngay bây giờ giúp em là TT06 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em ngay bây giờ nhá Tình Yêu. Và đừng quên chia sẻ cái livestream mình giúp em nhá. TT06 là giày của Zara xuất khẩu nên các Tình Yêu. Em không có màu trắng nhá các Tình Yêu nhá. Ba màu này rất là dễ đi. TT06 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại giúp em, cho mình xem lại đôi ba phân đi ạ. Cho mình xem lại đôi ba phân. Đôi ba phân là em V144 đúng không các Tình Yêu? Đôi ba phân đấy các Tình Yêu nhá. Em giày thể thao em sale là còn 380.000 nha các Tình Yêu. Từ 480.000 xuống còn 380, tội gì mà không đặt ngay trong livestream. Em ba phân này là em V144 này các Tình Yêu, lượn sóng quá là sang chảnh. Em này cao ba phân, gót nhọn cho gót vuông cho mình này. Chất liệu là da mịn quá là em luôn. Và mình đi như kiểu đi mệt thôi chứ không phải đi giày 3 phân nữa đâu ạ. Và cái đế bên em là chống xương xước cho mình nhá, đi thoải mái cho em. Form chuẩn luôn, form bên em là form chuẩn nên mình đi lại thoải mái nhá. Ok, chị chuyên lên rừng 380.000 nhá. Em ơi chị, nên mã 230 của bên em muốn thể thao là 35 chị bằng không? Giày thể thao này màu đen em có đủ size từ 35 đến 39 nhá các Tình Yêu. Màu đỏ và màu xanh em có size từ 35 đến 38 ạ. Like sụp mà không chốt được. Chị Meo Meo ơi, sụp bên em mã vừa em like sale ấy là V153 nhá chị nhá. Nếu mà chị ưng em sụp đấy chị comment giúp em là V153 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Em sụp đấy em có hai màu là màu kem và màu đen nhá Tình Yêu nhá. TT06 là các Tình Yêu sản phẩm hot hit của Zara đây ạ. Em show lại cho Tình Yêu nhìn nhá. Đó, em giày thể thao TT06 của Zara này quá là hot hit luôn các Tình Yêu này. Thank you.
tình yêu, nhanh tay chốt đơn giúp em đi ạ. Và cái giá sale là chỉ trong livestream này thôi, và khi em tắt livestream thì các tình yêu lại quay trở lại mua với giá gốc giúp em nhá. Cho em xem lại đôi sụp với, bây giờ em lên mẫu 5 phân cho các tình yêu và em sâu lại mẫu sụp cho các tình yêu luôn này. Hôm nay em không like túi nữa các tình yêu, hôm nay em like giày cao gót 5 phân này, giày thể thao này, giày cao gót 3 phân gót vuông này và giày bệt. Giày sụp đây nhá các tình yêu, sụp đâu nhỉ? Đây sụp đây các tình yêu. Em sụp này mã là V153 này các tình yêu. Nếu muốn săn sale em sụp này thì comment giúp em là V153 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Giá của em sụp này là 330.000 tại cửa hàng và sale trực tiếp trong livestream này chỉ còn 279.000 nha các tình yêu nhá. V144 thì bây giờ vẫn thấy chị comment vì V144 quá là hot đúng các tình yêu. Em V144 lượng sóng quá là hot hit luôn. Và em lấy mẫu để với về bên em luôn các tình yêu ạ. Và em lên một mẫu này là mẫu cuối cùng cho các tình yêu này. Mẫu cuối cùng trong khung giờ livestream vàng của em hôm nay. Em này là em 5 phân nha các tình yêu nhá. Chất liệu là da mịn này, ở trong lót đệm cho các tình yêu luôn, đi quá là êm. Ở trong lót đệm cho các tình yêu luôn. Và tình yêu nào đã đi giày của bên mình thì biết đúng không ạ? Giày cao gót bên em lót đệm cho mình đi rất là êm. Và ôm chân nhá tình yêu nhá. Mùa đông rồi mình đi một cái đôi này thì quá là tê luôn. Ấm nữa, vừa âm về vừa êm vừa ấm. Đôi thể thao giá 380.000 nha các tình yêu nhá. Ok chị Ân Dương nhá, em thấy comment của mình rồi ạ. Các tình yêu cứ để lại mã này kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại thì nhân viên bên em sẽ gọi điện và chốt đơn cho mình nhá. Nhiều comment thì em sẽ không thể nhìn thấy hết và em cũng không thể đọc hết được, nên các tình yêu thông cảm cho em ạ. Đây em giới thiệu lại cái em này nhá các tình yêu nhá. Em này là em 5 phân này các tình yêu, gót nhọn 5 phân này, đi rất là dễ. Và ở trong nó còn lót đệm cho mình luôn các tình yêu ạ. Hiện tại thì em có hai màu này, màu bò và màu đen nhá các tình yêu nhá. Màu bò và màu đen này. Em này là mã là D324 và em sale từ 330.000 xuống còn 265.000 duy nhất trong livestream ngày hôm nay thôi. Thơm Nguyễn đẹp quá, em cảm ơn chị Thơm Nguyễn nhiều nhá. D324 và em màu đen này, em có size 35, 36 và 39 nhá các tình yêu nhá. 35, 36 và 39 cho em 5 phân này, màu đen này. Và màu bò thì em còn size 36 và 39 thôi nhá các tình yêu nhá. Màu bò em chỉ còn size 36 và 39 thôi. Comment ngay giúp em là D324 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em để được săn em này với giá là 265.000 nha các tình yêu. 265.000 là một cái giá quá là ưu đãi để mình được mua một đôi giày cao gót 5 phân với giá quá là yêu luôn các tình yêu ạ, vì nó quá là mềm. Em này quá mềm luôn đấy các tình yêu ạ. Ok chị Mi Mel 265.000. Ok chị B153 nhá các tình yêu nhá. Mẫu sụp vừa rồi là V153. V153 đen size 39 gộp chung với đôi giày thể thao nha shop. Vâng ok chị Ưu Bạch nha. Ship nội thành Hà Nội bao nhiêu tiền em? Chị inbox một fanpage thì các bạn sẽ tư vấn về phí ship giúp em nha. Phí ship trong nội thành chỉ dao động từ 20 đến 30 nghìn thôi chị ạ. D324 kèm màu và kèm size, kèm số liên hệ giúp em này. Màu đen 5 phân em còn size 35, 36 và 39 này. Màu bò em còn size 36 và 39, quá là êm đấy các tình yêu ạ. Màu bò này, màu bò lên chân rất là xinh. Nó lên sáng bật hẳn tông luôn cho mình các tình yêu ấy, nhìn rõ không ạ? Màu bò này nó rất là lạ, nó lên chân kỳ là sang các tình yêu nhá. D324 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Em chỉ sale đúng 5 suất nữa, chất chế nào nhanh tay comment và chia sẻ cái livestream này giúp em luôn nhá. 5 suất nữa thôi nhá các tình yêu nhá. Và bây giờ em bắt đầu chốt đơn này. Bây giờ em bắt đầu chốt đơn cho các tình yêu này. Ok chị Giang Minh Ngọc 265.000 này. Ok chị sắp 265.000. Ok chị ok chị Bưu Bạch 279.000 nhá. Em V153 279.000. D34 màu đen size 39 gộp đơn nhé chị. Giờ comment giúp em số điện thoại nhá. 265.000 nha các tình yêu. Chất liệu quá là mềm luôn, da mịn mềm dã man luôn các tình yêu nhìn này. Em bẻ đôi cao gót thì các tình yêu biết rồi đúng không ạ? Quá là mềm. Mình đi giày công sở này, mình đi chơi hoặc đi làm thì được hết các tình yêu ạ. Vì cái chiều cao 5 phân thì nó rất là dễ đi đúng không? Tình yêu nó tầm trung bình nên mình dễ khá là dễ đi.
65.000 nha các tình yêu nhá. Mã của em nó là D34, các tình yêu comment giúp em là D34 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em để được mua với giá là 265.000 ạ. Em xin nhắc lại, màu đen còn size 35, 36 và 39. Màu bò em còn size 36 và 39 nhé các tình yêu nhá. Hai đôi free ship không ạ? Hai đôi bên em không phải free ship nhé các tình yêu nhá. Các tình yêu mua ở trong livestream thì mình đã được ưu đãi rất là nhiều rồi. Và những chị nào mà đã ra, những chị nào mà đã ra cửa hàng ấy còn mua với giá gốc giúp em cơ, chứ không phải là mua trên mức giá ở cho ưu đãi ở trong livestream đâu ạ. Mình ở nhà mình đặt hàng là đã được ưu đãi rất là nhiều rồi các tình yêu nhá. Mình được mua về giá sale này, nên mà phí ship vào nữa thì cũng không bằng cái phí không bằng cái giá tiền mà mình mua tại cửa hàng đâu, nên các tình yêu đã được ưu đãi rất là nhiều rồi. Giày thể thao của em vừa like xong các tình yêu nhá, giày thể thao mã là TT06 các tình yêu ạ. Em 5 phân này cực kỳ là dễ đi này. Đó, em 5 phân này cực kỳ là dễ đi và màu đen là màu basic rồi. Nên mình quất ngay cái em này đi, mình đi làm, mình đi chơi đều được hết các tình yêu ạ. Và tầm 2 phút nữa thì em xin phép xuống livestream nha các tình yêu nhá. Ưng thì comment ngay giúp em đi ạ. Nếu mà khi mà em tắt livestream thì các tình yêu lại mua với giá gốc giúp em. Túi của em gửi chưa có một ưng được không? Chị Thơ Nguyễn ơi, chị cứ yên mua một fanpage thì các bạn sẽ tư vấn cho mình nhá. Ok chị Phượng Hồng 265.000, ok chị Phương Vũ 265.000 này. V153 là mã sục nha các tình yêu nhá. D34 kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em này. Màu đen em xin nhắc lại còn 35, 36, 39. Màu bò em còn size 36 và 39 cho mình nhá. Tầm 1 phút nữa thì em xin phép xuống livestream với các tình yêu, nhanh tay comment giúp em ngay đi ạ. D34 nhé các tình yêu nhá. Ok chị Mèo Mèo chốt đơn cho mình rồi nhá. D34 nhé các tình yêu nhá. Em chuẩn bị xuống livestream đây ạ. Em chuẩn bị xuống livestream đây các tình yêu. Em chuyển lại mã thể thao đi. Mã thể thao là TT06 các tình yêu ạ. Giày này là 265.000 nhé các tình yêu nhá. Nhiều chị vào sau đi, không biết là giá sale là bao nhiêu đúng không ạ. Em giày thể thao nhá tình yêu. Giày thể thao này TT06 này. Đó, giày thể thao TT06, mã là TT06 quá là êm. Em đây này là của Zara các tình yêu nhá. Em này của Zara đấy ạ. Em Zara TT06 này sale chỉ còn 380.000 thôi. Giá gốc của em nó là 480.000 cơ. Ô màu đen không có size 37 à. Màu đen em hết size 37 rồi tình yêu ạ. Thì màu đen em đã hết size 37 mất rồi. Ok chị Bảy Nguyễn Thị 265.000 nhá. Ok chị Meo Meo. Em sụp quá là hot, em sụp đến bây giờ vẫn có người comment. Một sụp quá là hot đúng không tình yêu? Một sụp em có hai màu, màu đen và màu kem nhá. Mã của em nó là V153. Em chuẩn bị xuống livestream nha các tình yêu. Yêu nào hôm nay đã săn sale được hàng của bên Minsu nhá. Và em xin hẹn lại các tình yêu vào buổi livestream tiếp theo ạ. Em xin chào lại các tình yêu.